Cần chúng ta nhấc được hàm trên đó thì chúng ta có thể hát được. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 tháng 12 2018 lúc 11 giờ 17 phút tối. Hôm nay mình mới đi dậy về ăn cơm xong là lập tức lên đây để chia sẻ cho các bạn một vấn đề mà tự nhiên bất chợt mình đang đi trên đường thì mình thấy. Vấn đề đó là các bạn thấy cái giọng của mình không? Hôm nay thấy sao? Nghe nó trầm, nghe nó ấm, nghe nó bass nhiều đúng không? Thì hôm nay mình đang bị tắc tiếng. Chỉ có lúc này đây thì mình mới có thể giải quyết cái vấn đề này nó thật nhất, nó chân thật nhất. Mình đang bị tắc tiếng và nó rất là đau, nó đau phần cổ họng luôn, cổ họng mình có hiện tượng bị sưng luôn. Và nếu như mà bình thường, người bình thường là họ nói chuyện cũng rất là khó. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một kỹ thuật để có thể là chúng ta hát được trong lúc mà chúng ta đang bị tắc tiếng, cảm cúm, mất giọng. Thì mình xin giới thiệu một sản phẩm. Cái này cái logo của nó, mình quay về đây. Thật là không có quảng cáo gì hết. Đây là một cái sản phẩm mà nó công hiệu, rất kỳ công hiệu trong lúc mình bị bệnh cảm, viêm họng. Nói chung là cơ thể của mình đang bị suy nhược, bị dễ bị cảm cúm và viêm họng. Thì cái mật ong chanh đào này nó giúp mình rất là hiệu quả. Mình đã sử dụng nó một thời gian rất là dài. Cứ mỗi lần ngày xưa, cứ mỗi lần mà mình bệnh cảm ho là nó kéo dài hết 3 tháng 2 tháng cỡ đó không à. Và ho rất là nặng, ho dai dẳng. Và lúc đó việc ca hát của mình cực kỳ là khó khăn. Thì mình uống rất nhiều thuốc tây, thuốc ta, nước này nọ lùm lùm hết á, thì nó không hiệu quả. Cái xong mà mình chuyển sang mình xài mật ong chanh đào này, thì trong vòng 3 ngày mình thấy công dụng hiệu quả luôn. Mật ong chanh đào thì các bạn biết rồi, rất là tốt, rất là hiệu quả cho giọng của mình, trị cảm nè, trị kháng viêm nè, và tăng đề kháng rất là nhiều, rất là tốt. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn, đối với những bạn nào mà đang bị viêm họng hoặc là những mà sắp tới mà có không may, thì nếu mà bị cảm cúm hay bị viêm họng gì đó, thì nếu như các bạn phù hợp với mật ong và chanh đào, mình nói là phù hợp nha, sẽ có những người dị ứng và không hợp, các bạn hãy sử dụng mật ong chanh đào để hiệu quả hơn. Ok thôi, tiếp một quảng cáo tới đây là hết rồi. Mình tập trung. Rồi, vấn đề chính ha, và vấn đề chính là làm sao để có thể hát được hiệu quả trong lúc chúng ta bị viêm họng, bị tắc tiếng hoặc bị khàn tiếng. Khi chúng ta bị viêm họng, cái tiếng tắc tiếng hoặc là khàn tiếng thì cổ họng chúng ta sẽ rất là mệt mỏi, bị nó đang bệnh mà các cơ nó sưng lên vân vân nhiều thứ. Vì vậy chúng ta phải cần một yếu tố đầu tiên, đó là thư giãn được cái cổ họng chúng ta khi nói chuyện. Hãy nói bằng hơi nhiều hơn, hãy nói thật là nhẹ nhàng, thật là thoải mái, hạn chế chúng ta gào thét. Chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta phải nói to, nói liên tục mà nói dùng sức nhiều, thì chúng ta hãy nói bằng hơi, nói nhẹ nhàng hơn. Rồi, cái đó là thứ nhất, chúng ta phải thoải mái làm nhẹ giọng mình lại. Sau đó để bắt đầu hát thì chúng ta cần phải mở được cái miệng chúng ta, cái khẩu hình, mà nhất là chúng ta mở cái vòm bên trong, mở vòm mà to ra để khi chúng ta hát á, lượng hơi á nó thoải mái, nó đi lên, nó không bị nghẹn lại, làm giảm bớt cái sự tổn thương của giọng hát của mình. Đó, thì chúng ta thử hát một câu nha, chúng ta mở nó ra. Đây là một cái chiêu để các bạn có thể áp dụng vào trong việc ca hát của mình hoặc là trong việc giảng dạy của mình. Giảng dạy trong trường bất cứ nào các bạn có thể sử dụng nó. Nhớ nha, nhấc khẩu hình lên, mở bên trong nhiều hơn ha. Phải thông hát là bài, mình sẽ hát một đoạn của bài Trái Tim Bên Lời. Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày, thầm lặng nhìn em không nói nên câu nói chi đây, lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đau.
các bạn thấy mình mở không? Đáng cay, mất tim anh đây. Vì yêu em nên đau giá rời. Vì em đã cho yêu ai em mãi vô tình không nhận ra. Có phải thực sự rất là đơn giản không? À, đúng quá. Không, chỉ cần chúng ta nhấc được hàm trên đó thì chúng ta có thể hát được mỗi lúc mọi nơi, kể cả khi đang tập tiếng như thế này. Nói rất là mạnh. Chúc các bạn thành công và áp dụng vào trong việc giảng dạy của mình hoặc là trong ca hát, để chúng ta có thể giảm đi lực hát và công hiệu trong những lúc chúng ta bị cảm cúm hoặc tập tiếng. Xin chào và hẹn gặp lại một ngày tôi khỏe giọng nhé. Bye bye.